giờ là giờ là Kim Anh đang có mặt ở điểm 2. Bây giờ sẽ phát quà điểm 2 thì bà con rất là đông. Mình xuống dưới bên đây, mình chia làm 3 điểm cho nó nhanh. Dạ. Các bạn nè, giờ xuống dưới đây. Dạ bà con mến nè. Chị ai bắt cỏ tới nó xin lên cái nước tiểu rồi chị ơi.
đấy giờ đóng sát bên kia luôn, sát bên kia dùm luôn, đường đi ra, cho cửa đường đi ra, đường đi ra. Hình cư, dạ, đây, hình cư đây.
Gì vậy anh? Mọi người cứ chờ nó cũng nha, có thể là không có.
Bà con ơi, bây giờ ai có phiếu để ba tổ người ta góp lại, người ta kiểm tra lại ai có phiếu cho có tiền hết. Bà phải có phiếu mới được nhận nha bà con nha. Không có phiếu không được nhận, chú có tin sắp hết rồi. Và bây giờ đặt đặt những cái tên mà chưa có người nhận nha. Nguyễn Thị Lệ Hồng, đúng sai. Rồi, em nhận đi. Sẽ có một cái lễ cầu siêu cho tất cả các bà con mà bị tử nạn trong cái đợt đợt lũ này ở tại chùa Thiên Mụ. Cầu an cho miền Trung luôn. À, cầu an cho miền Trung luôn. Đó. Ok, bây giờ Kim Anh phải đi rồi nha, đi với tất cả mọi người rồi. Một lát nữa qua điểm thứ ba thì Kim Anh sẽ livestream tiếp nha. Nhờ mẹ của bé Mai Vi livestream tiếp. Dạ không chị ơi, bây giờ phải có cái xíu thì mới giải quyết được.